Tổ chức khủng bố lớn nhất thế giới. Có một tổ chức khủng bố lớn nhất trong lịch sử nhân loại xưa nay, đó không phải là Al-Qaeda, những kẻ đã gây ra vụ khủng bố 11 tháng 9 gây rúng động thế giới khi đánh sập hai tòa nhà chọc trời, lấy đi sinh mạng của gần 3.000 người dân vô tội. Đó cũng không phải là nhóm khủng bố IS mà cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tay tiêu diệt, mà là một tổ chức khủng bố đã lấy đi tính mạng của hàng trăm triệu người dân vô tội và hiện đang nắm trong tay hàng tỷ con tin. Bên trong bức tường lửa, hàng tỷ con tin này vẫn hoàn toàn không biết rằng những cái tên mỹ miều như đại cách mạng văn hóa, đạn nhảy vọt, cải cách ruộng đất hay tam phản ngũ phản đã giết hại hàng trăm triệu đồng bào của mình. Nhà sáng lập cũng là lãnh đạo lâu năm nhất của tổ chức này là Mao Trạch Đông thậm chí còn tuyên bố một cách công khai rằng những chiến dịch giống như đại cách mạng văn hóa cần diễn ra 7 đến 8 năm một lần. Và quả thực hậu bối của ông ta đã làm y hệt như vậy. Năm 1989, hàng nghìn đến hàng chục nghìn học sinh, sinh viên và trí thức đã ngã xuống trên quảng trường Thiên An Môn. Đúng 10 năm sau, tức năm 1999, hàng trăm triệu người tu luyện Pháp Luân Công, những người thực hành theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn lại tiếp tục bị đàn áp. Đến nay, số lượng học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc bị mất đi sinh mạng đã có thể lên tới hàng triệu người. Lại đúng 10 năm sau, tức năm 2009, hàng chục triệu người Duy Ngô Nhĩ tiếp tục trở thành những con dê tế thần. Nếu bạn đã có đáp án cho những dòng sự kiện trên, hy vọng bạn không nhầm lẫn giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa, không nhầm lẫn giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và người dân Trung Quốc. Bởi vì văn hóa Trung Hoa 5.000 năm là kết tinh của Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo, là những điều hoàn toàn trái ngược với bản chất giả ác đấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thử hỏi những vị quân vương trị quốc xưa kia có làm vậy không? Hay đó chỉ là sản phẩm riêng của Đảng Cộng sản Trung Quốc? Khách Vi xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, theo thống kê không đầy đủ, đại cách mạng văn hóa đã giết chết gần 7,8 triệu người. Đặng Tiểu Bình, lãnh đạo thế hệ sau của Trung Quốc từng nói, số người chết thực tế chỉ riêng trong cách mạng văn hóa là một con số thiên văn, ngụ ý là nhiều không đếm nổi. Nghiêm trọng hơn thế, chiến dịch khủng bố trong suốt 10 năm dòng đã phá hủy đi nền tảng căn bản nhất trong văn hóa Trung Hoa 5.000 năm, thay vào đó là thứ văn hóa mới giả dối hơn, tà ác hơn, thù hận hơn giữa người với người. Trong hàng nghìn năm, các bậc minh quân thánh vương của Trung Quốc đều xem cốt lõi của việc trị quốc là làm lợi cho dân và dẫn dắt người dân bỏ ác theo thiện, đạt đến cảnh giới trí thiện trong tâm tính và việc làm, họ gọi đó là giáo hóa. Mặc dù năng lực và đức độ của những vị quân vương này là khác nhau và có nhiều khi họ không thể chiến thắng cám dỗ để thực hành đạo trị quốc vĩ đại lấy đức làm gốc ấy, dẫn đến các xã hội có mức độ phồn vinh, trị loạn khác nhau. Nhưng nhìn chung thì đây chính là lộ tuyến truyền thống chân chính trong nền văn hóa với lịch sử hơn 5.000 năm Trung Hoa là tinh hoa trong nền văn hóa đó. Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày nay mặc dù luôn cao giọng rao giảng rằng nó là cứu tinh của Trung Quốc, là đại diện của dân tộc Trung Hoa, là lịch sử Trung Quốc đã chọn nó. Thật ra bản tính giả ác đấu của nó không chỉ không ăn nhập gì mà trái lại hoàn toàn phản đảo so với tinh hoa văn hóa mấy nghìn năm của nền văn minh Hoa Hạ. Trong một câu chuyện lịch sử được ghi lại trong sách Luật Ngữ của Nho gia, khi Khổng Tử nghe được rằng họ Quý là quyền thần nước Lỗ muốn xâm lược nước Chuyên Du láng giềng, ông đã nghiêm trách hai học trò là gia thần trong nhà họ Quý đã không ngăn cản họ làm bậy và nói rằng viễn nhân bất phục, tắc tu văn đức dĩ lai chi. Có nghĩa là nếu người ở xa không phục thì tu sửa bản thân mình họ sẽ tự đến. Hàng nghìn năm sau thời đại của Khổng Tử, Đường Thái Tông, vị quân chủ vĩ đại nhất triều đại nhà Đường đã bỏ qua mối thù với các thủ lĩnh đột quyết. Trước đó họ hạ nhục Đường Cao Tổ là cha của ông, Chiêu An và tin tưởng ban cho họ những chức vụ quan trọng trong triều đình, dẫn đến biên cương nhà Đường yên ổn trong suốt một thời gian dài không cần lo bình định. Trong khi trước đó, nhiều năm Trung Quốc liên tục bị tấn công bởi các dân tộc du mục phương Bắc. Những câu chuyện này là những ví dụ chân thực trong lịch sử rằng bằng việc tu sửa chính nội tâm của mình, đạt đến trí đức, bậc quân vương trị quốc sẽ an định được quốc gia cả bên trong và bên ngoài. Điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc làm ngay sau khi cướp được quyền lực từ Quốc dân Đảng vào tháng 10 năm 1949 là thẳng tay phát động chiến dịch cướp đoạt tài sản của những người nông dân giàu có ở nông thôn thông qua cái gọi là cải cách ruộng đất, dân cày cỏ ruộng vào đầu năm 1950. Mặc dù trước đó Trung Quốc vừa trải qua hơn 20 năm nội chiến giữa Đảng Cộng sản và Quốc dân Đảng cùng với cuộc kháng chiến chống Nhật, trong chiến dịch này số phận của những gia đình bị quy chụp làm địa chủ là vô cùng thê thảm, ruộng đất của họ vào trong tay những người dân nghèo, để rồi mấy năm sau đó những người dân nghèo này đến lượt họ bị tước đoạt khi bắt buộc phải tham gia vào các hợp tác xã nông nghiệp. Các chiến dịch sau đó như cải cách công thương ở thành thị, tam phản ngũ phản, trăm hoa đua nở, cải tạo trí thức vân vân đều diễn ra với một kịch bản tương tự. Đặc biệt vào chính ngày này, 20 tháng 7 năm 1999, cách đây tròn 23 năm, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp toàn diện nhắm vào 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công vô tội, những người thậm chí chỉ mỉm cười khi gặp phải những hiểu lầm, bất công, oan ức cá nhân. Và cho đến ngày hôm nay, tội ác này vẫn tiếp diễn, song hành với cuộc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Kính thưa quý vị, từ xưa đến nay, lịch sử trải qua không ít lần thay triều đổi đại, chinh chiến, binh đao, nhưng chưa từng có một thời kỳ nào mà trong khi đất nước không có chiến tranh lại xảy ra việc giết chóc nhiều đến mức độ kinh khủng như vậy. Không thể nói rằng đó là điều cần thiết cho việc trị quốc. Hán Cao Tổ Lưu Bang, vị vua sáng lập nên triều đại nhà Hán, người xuất thân từ trong đám người lưu manh, cũng hiểu được đạo lý rằng có thể giành được thiên hạ trên lưng ngựa nhưng không thể trị thiên hạ trên lưng ngựa. Khi chế định lễ nghi quy củ cho triều đình, tạo dựng nên Hán triều yên bình ổn định gần 400 năm, có thể nói lấy giết chóc khủng bố để cai trị quốc gia, đó là đặc trưng riêng có của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chứ không liên quan gì đến nền văn hóa Hoa Hạ mà nó đã thế thân. Nó không chỉ mang đến tai họa cho người dân Trung Quốc, mà nó cũng lan ra toàn thế giới như một khối ung thư ác tính với đủ thứ mưu đồ,
khi mà nắm trong tay đất nước với hơn 1 tỷ dân làm con tin, sức hủy diệt nó mang đến cho con người thế gian là không thể đo đếm. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là nhìn nhận thẳng thắn sự thật, tránh được tối đa những tác hại mà nó gây ra, chờ đợi cho đến khi đêm đen qua đi và bình minh rực rỡ xuất hiện trở lại. Và bình luận vừa rồi cũng đã kết thúc video tiếp theo.